các bạn đã trở lại với kênh Huyền's House của mình. Hôm nay là thứ bảy, bây giờ đã 11 giờ sáng rồi. Mình vừa mới ngồi trên giường làm việc một chút luôn thì bọn mình lại chuẩn bị lên đường đến chỗ ba mẹ chồng mình tiếp. Tại bởi vì là cái tuần tới đấy này là chồng mình có một cái tuần để nghỉ phép. Đến 12 giờ chồng mình về thì bọn mình sẽ soạn hết cả các đồ rồi đi lên chỗ ba mẹ chồng mình. Thì nếu mà bọn mình đi đến đó mà có cái gì hay hay thì mình cũng sẽ cố gắng quay cho các bạn coi nha. Lần trước mình đi mình cũng quay được một ít ở đó rồi ấy, nhưng mà bọn mình sẽ không biết là có làm những cái gì khác không thì bọn mình sẽ cố gắng quay cho các bạn. Nếu bạn các bạn nào mà chưa có subscribe cho cái kênh của mình thì các bạn nhớ subscribe cho kênh của mình nhá, để cho mình có thể làm được nhiều những cái video như thế này cho các bạn coi nữa. Bọn mình vừa về tới nhà ba mẹ chồng mình đây. Vừa về tới nơi thì ba mẹ mình muốn bọn mình ra ngoài vườn xem hoa quả cây cối ra sao rồi. Cái cây thanh long này cũng đã có được 3 quả, gần sắp chín rồi đây. Nhanh thật, những quả này là những quả đầu mùa nhá. Nhìn cũng to phết, rồi đây cũng có nhiều hoa quá này. Rồi bên này là cái cây táo tàu của ba mẹ. Quả sai chữ cành luôn, có mấy quả cũng đã gần chín rồi. Nhưng mà mình nghĩ phải mấy tuần nữa mới có thể thu hoạch được hết. Vẫn là những quả đầu mùa mà, nên nó mới chỉ có chín lâm dâm thôi. Đây là cái cây xương rồng thứ hai của ba mẹ chồng mình đây. Nhiều hoa cực kỳ luôn. Có những hoa đã gần đậu quả rồi, còn có những hoa vẫn chưa đậu hẳn. Nhưng mà mình nhìn thấy phải có mấy chục bông hoa hoặc là mấy chục cái quả non luôn á. Chắc năm nay sẽ có rất nhiều thanh long để ăn đây. Wow, nhìn sướng hết cả mắt luôn. Rồi đây là cái cây táo của nhà ba mẹ chồng mình đây. Nhìn xanh như vậy thôi nhưng mà ăn ngọt cực kỳ rồi. Ba mình đang dùng cái xào để lấy một vài quả xuống cho bọn mình thử này. Đây, ba hái được hai cái quả này, nhìn thì xanh ngắt ra luôn nha, nhưng mà ăn thì ngọt cực kỳ luôn, mình cũng không hiểu vì sao. Mẹ mình còn mua cả một đống chè để bọn mình ăn dần dần nữa này. Có cả chè vắn này, sâm bổ lượng này, chè bà ba này, đậu hũ này, bao nhiêu là loại luôn. Rồi chưa tới bữa ăn cơm chính thì bọn mình sẽ ăn một ít bánh này để cho đỡ đói. Tại lúc trên đường đi cũng chưa ăn gì nhiều á. Đó, bánh này bên trong có hình như là đậu này với cả một ít thịt kho hay sao ạ. Ăn cũng ngon. Bữa tới tối rồi, nhà mình hôm nay sẽ ăn bánh hỏi và thịt heo quay cùng với thịt vịt quay nữa. Có cả một ít salad ở đằng kia nữa kìa. Rồi sau bữa cơm thì bọn mình sẽ ăn cái ly chè bà ba này xem ra thế nào. Ngon lắm, có cả khoai trong này này. Bọn mình đã đến nhà ba mẹ mình được chừng 4-5 tiếng rồi. Lúc nãy mình ra vườn, mình cũng muốn cho các bạn coi một chút xíu về hoa quả ở vườn của ba mẹ mình á. Thì mong là các bạn thích những cái clip đó. Ba mẹ mình trồng được bao nhiêu là hoa quả luôn. Nên là bây giờ mùa hè này bắt đầu nó trổ quả ra nhiều cực kỳ. Bọn mình vừa mới ăn tối xong nên bọn mình bây giờ là chuẩn bị đi mua một ít nước. Tại bọn mình đúng là cứ về đây thì lại có nhiều những cái chỗ mà bán trà trước ngon á. Nên là bọn mình rất là muốn giống là tận hưởng một chút xíu khi mà bọn mình ở đây. Nên bọn mình sẽ đi mua một ít đồ ăn vặt với cả một ít nước uống. Bọn mình vừa đi mua bánh với nước về đây thì mình mua cái bánh này, nó gọi là bubble waffle á, thì giống như là bánh, gọi là bánh gì nhỉ, bánh kẹp ở bên Việt Nam mình ạ, nhưng mà kẹp người ta cái khuôn của họ hơi khác một tí, nó thành như thế này. Nhìn rất là ngon luôn, bánh giống y như bánh kẹp bên Việt Nam ạ, nhưng mà bên trong thì có một ít bánh sô cô la đó. Trong đó bọn mình mua nước ở đây, nước này bọn mình mua 3 ly, một ly cho chị của chồng mình là bưởi, nước bưởi này, rồi của chồng mình thì là nước chanh người ta xay lên á. Rồi trong đó thì của mình là trà xanh với cả xoài, người ta cũng xanh luôn lên. Đó, mango matcha. Ăn rất là ngon luôn. Tối hôm qua bọn mình mới ngủ ở đây xong, mình vẫn ở trong cái phòng mà mình chia sẻ với các bạn ở tập
lúc mà mình về nhà ba mẹ chồng mình lần trước á, thì hôm nay là chủ nhật, ba mẹ chồng mình có một cái cuộc như nhỏ họp mặt cùng với các bạn bè của ba mẹ chồng á, ở chỗ park á, chỗ công viên á. Mình cũng rất là muốn chia sẻ với các bạn xem là công viên ở bên này như thế nào. Vậy các bạn đi cùng với bọn mình nhé. Mẹ mình đang chờ bọn mình tới cái chỗ công viên để dự cái hội của ba mẹ chồng mình đây. Khung cảnh cũng rất là sảng khoái luôn, bao nhiêu là cây cối um tùm, đẹp cực kỳ. Rồi đằng kia là những cái chỗ mà để cho mọi người ngồi á, mình thấy đông quá trời luôn, bao nhiêu là người. Wow. Có một số người người ta quảng cáo cái dịch vụ của người ta ở đây này, nên người ta cho bọn mình một ít túi này với cả một số đồ linh tinh mang về nhà. Những cái túi này mang đi chợ cũng rất là tiện nhá, để đỡ phải dùng bao ni lông á, bảo vệ môi trường. Rồi đây là chồng mình và mình ngồi đây đợi chuẩn bị tới giờ ăn. Thức uống thì người ta cho mình uống chanh leo và cả cà phê sữa đá nữa. Rồi đây là cơm mà bọn mình sẽ ăn hôm nay, có thịt gà, mì, bánh mì, hot dog, rồi có cả tôm nữa này, nhìn ngon. Ăn xong rồi thì bọn mình sẽ đi dạo ở cái công viên này một chút xíu. Ở đây có một cái chỗ khu vui chơi để cho các em bé chơi ở đằng này này, thì bọn mình sẽ đi qua đây để đi xuống cái chỗ cái bờ hồ mà cái công viên này có nhá. Bờ hồ cũng rộng phết đấy. Wow, nhìn quang cảnh mát mẻ, thoáng quá. Bố tôi ở đây không có cỏ nhiều tại đất nó hơi bị khô á, nhưng mà người ta cũng để mấy cái ghế ở đây để cho mọi người ngồi đây ngắm hồ, hóng gió nữa này. Bọn mình sẽ đi lại đằng này xem là có cái gì chơi vui không. Hôm nay bọn mình đi cũng nắng phết đấy, nhưng mà đi thế này cho vui, tại mình cũng hay đi tới đây ấy, nhưng mà cũng chưa lại cái với công viên này bao giờ, nên là hôm nay đi xem có cái gì không. Cái hồ này cũng rất là yên tĩnh luôn, chỉ có mấy con vịt đang bơi ở dưới hồ, cũng thỉnh thoảng nhìn thấy cả mấy con rùa cũng bơi nữa, cũng rất là dễ thương luôn. Còn có cả mấy chú sóc chạy ở lối đi nữa kìa, dễ thương quá đi. Ở đây còn có cả một cái công viên nước đằng kia kìa, nhìn rõ một luôn đó. Mình thấy cả cầu trượt này, chắc là bây giờ đang trời nóng nóng á, nên là mọi người muốn ra đây chơi nhiều mà để đỡ phải ở nhà chạy máy lạnh á. Cái đường này là để người ta đi bộ này, rồi người ta có thể chạy bộ quanh đây, nhìn rất là thoáng luôn. Có cả mấy con cò trắng trắng kia nữa kìa. Đó, con cò đó. Rồi vịt cũng bơi dưới này nữa, đẹp quá. Một tối nay đi nóng ơi nóng luôn, bọn mình coi như là đang cháy đen đứng ngoài này. Mình sẽ tự lái xe về, tại ba mẹ và con ở lại chắc phải đến chiều mới xong được á, nên là bọn mình sẽ đi về trước. Tại bây giờ nóng quá đi, toát hết cả mồ hôi, nên là muốn đi về nhà ngồi trong máy lạnh cho nó đỡ nóng chứ. Mình lại mặc cái hôm nay là mặc chẳng hiểu nào, lại muốn mặc cái áo dài dài tay này, ôi trời nó nóng. Rồi bữa tối hôm nay thì mẹ mình đã nấu cho bọn một tô phở to bự, phở gà và có cả bò viên nữa này. Bọn mình cũng sẽ làm luôn một ly nước mía nữa. The next morning. Bây giờ chồng mình đang chuẩn bị mặc quần áo để đi đến cái chỗ interview của anh ấy á. Thì bây giờ mình cũng sẽ giúp anh ấy mặc cái bộ áo vest của anh đấy một chút. Cái áo đấy là chồng mình mua ở bên Việt Nam nhá. 2 năm trước bọn mình đi về bên đó, nên là cô chú mình mua cho chồng mình. Không nhớ cái hiệu này, hiệu gì đây nhỉ? Đây, hiệu của nó đây. Chồng mình rất thích cái áo này luôn á. Mặc vài nó mềm á. Đây là toàn bộ cái trang phục mà chồng mình sẽ mặc để đi interview đây. Nhìn cũng bảnh trai phết này, không biết vì sao mà đứng nhìn như là cái bodyguard á. Thôi, bây giờ là cái video của mình cũng dài rồi, nên mình sẽ kết thúc video của mình ở đây nha. Tạm biệt các bạn.